Tại thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao quyết định quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1746 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2023 cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030 sẽ là bản tổng phổ của các quy hoạch, đóng vai trò định hình không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội không gian phát triển, tạo thêm xung lực để Phú Yên phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh của vùng Duyên Hải Trung Bộ. Điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước là các trụ cột gồm kinh tế số, công nghiệp năng lượng xanh, du lịch dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vận tải biển và logistics, trung tâm vận tải biển của vùng. Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau hội nghị này, tỉnh Phú Yên khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình dự án trong quy hoạch, công bố công khai rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội, đặc biệt là để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch. Quy hoạch hành lang sông Sài Gòn thành 4 phân khu là ý tưởng định hướng phát triển toàn diện hành lang sông Sài Gòn được đưa ra tại Hội thảo Phát triển không gian, chức năng dọc hành lang sông Sài Gòn theo kinh nghiệm của Pháp về sông Seine do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức. Là một trong những phụ lưu của sông Đồng Nai, sông Sài Gòn được đánh giá có tiềm năng lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, không gian đô thị của khu vực Đông Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa khai thác hết thế mạnh tự nhiên này. Học tập theo kinh nghiệm của Pháp về sông Seine đang là định hướng của thành phố Hồ Chí Minh để quy hoạch phát triển hành lang sông Sài Gòn trong thời gian tới. Định hướng phát triển hành lang sông Sài Gòn được chia làm 4 phân khu. Phân khu 1, khu kết nối bản sắc, khu vực chủ yếu là nông thôn kéo dài từ trung tâm lịch sử Thủ Dầu 1 đến khu tưởng niệm địa đạo Củ Chi. Phân khu 2, giao diện trù phú bao trùm, đi ngược dòng đến Thủ Dầu 1 với những vùng trồng trọt rộng lớn, đặc trưng cho vùng ven đô thị. Phân khu 3, thanh đa trải nghiệm về nguồn, đề xuất phát triển đô thị hỗn hợp mật độ cao TOD. Phân khu 4, khu trung tâm cánh cửa tương lai là cửa ngõ nổi bật vào thành phố Hồ Chí Minh.